Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Tô nhé. Vâng, anh ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vâng, sau khi anh có xem cái video của bên Zika Audio giới thiệu về cái dòng Trapzer thương hiệu Mỹ là JBL. Vâng, là dòng bãi Mỹ xịn đấy ạ. Vâng, thì bên em cũng vừa đăng xong cách đây khoảng tầm 15-20 phút. Thì anh Tô anh có xem và anh có đặt cho mình một đôi Trap đấy ạ. Vâng, thì anh Tô nhé, thì là bên em đang test cho anh đấy ạ. Vâng, một đôi Trap rất là đẹp, rất là gọn. Vâng, thì đây em quay tổng thể đấy ạ. Vâng, phía trước đây. Vâng, còn đây là phía sau đấy ạ. Vâng, phân tần rất là hay, gắn ngay đằng phía sau từ ạ. Vâng, nghe cái tiếng chép nó rất là sáng và dễ chịu, nó không bị chói. Vâng, đây là cận cảnh đôi chép của anh Tô ở Đà Nẵng anh đã sở hữu đấy ạ. Vâng, nghe tiếng chép nghe Tô thấy được cái giải cao, nó được bù thêm rất là nhiều, và đặc biệt nó không gây cho anh Tô bị khó chịu. Chép rất là êm, cho to lên tí ạ. Này, công suất của nó là 100W các anh Tô nhé. Vâng, phía trước cái chép bãi JBL này được sở hữu một cái lớp màng phản xạ âm thanh rất là tinh tế đấy ạ. Vâng, còn phía sau đây ạ, đây là đơn của anh Tô ở Đà Nẵng. Phía sau cái chép được thiết kế có cái mạch phân tần. Vâng, phía trước cái chép rời bãi JBL xịn đấy ạ. Vâng, còn một cái màng phản xạ âm thanh gắn phía trước. Vâng, phía sau thì nó gồm một cái phân tần, gồm một cộng cảm để lọc phân số cao và một cái tụ để chống cháy. Vâng, thì đặc biệt là được gắn trên một cái bảng mạch do các kỹ sư của JBL phát triển. Những thông số âm sắc nó ra rất sạch sẽ và trong trẻo. Đặc biệt là cái tiếng cao nó không bị chói, dựa trên nguyên lý phản xạ âm thanh. Nguyên lý này là một bản quyền của hãng JBL. Các bác mua về các bác đấu trực tiếp nó không sợ bị cháy. Phân tần giữ vai trò nó là một cái bộ phân áp. Vâng, đấy là cái bảng mạch phân tần phía sau cái loa chép mà em giới thiệu rất là chi tiết cho các bác. Vâng, thì đôi chép rời của anh Tô này thì bên em đang test trước khi gửi. Vâng, bây giờ em cho nhạc cao lên tí để chúng ta nghe cái giải cao hay là cái giải chép nó rất là sạch và trong, không bị chói nhờ cái màng phản xạ âm thanh mà nó đã được sở hữu. Vâng, em tăng hết chép rồi các bạn, em tăng hết chép luôn của cái máy nâng tiếng Stereo Acoustic mã là CB600, em tăng hết luôn và chúng ta cùng nghe cái giải chép. Vâng, rất sáng. Vâng, bên em thì cũng bán rất là nhiều cái dòng chép CD6. Vâng, đây ạ. Dòng CD6 này thì hiện tại bên em đang được chết rất là nhiều. Chết rất là nhiều. Và hãng cũng không bảo hành cho bên em vì đây là cuối cùng là bên em vẫn phải bảo hành cho các bác. Vì cái này nó không có cuộn cảm, không có tụ phía bên trong, mà các bác mua về các bác cũng không biết đấu tụ bao nhiêu min cho nó phù hợp, vì rất dễ gây cháy. Vâng, đấy là cái bên em cháy rất là nhiều đấy ạ. Bên em cháy rất là nhiều đấy ạ. Vâng, bên em đã nhận của các bác khách hàng về và bên em đã phải đổi cho các bác các cái dòng chép của JBL mà bên em mới nhập thì được đánh giá rất là cao. Đây là cái sản phẩm chép mà bên JBL được cung cấp. Đây là cái hay của cái chép rời JBL bãi này. Và các bác nào muốn sở hữu giống anh Tô thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Bên em sẽ cung cấp cho các bác sản phẩm tốt nhất trên thị trường
và giá thành thì cực kỳ hợp lý. Vâng, em đang đấu trực tiếp đi ạ, đấu trực tiếp thử cho anh Tô luôn. Vâng, phía đằng sau chép và em đấu trực tiếp vào đẩy đi ạ. Đấu trực tiếp vào đẩy, đẩy mà không cần tụ rời bên ngoài. Vâng, đấy là cái ưu điểm vượt trội. Vâng, anh Tô cho đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng và gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng em chúc anh Tô và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Tô và hẹn gặp lại. Vâng, đây anh Tô nhá, đây là cái chép bãi JBL mà bên em đã test và đóng hộp rất cẩn thận đây ạ. Vâng, nó nhỏ xinh xinh thôi nhưng bên em bọc rất là kỹ. Vâng, JK Audio mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm luôn là chép bãi JBL này ạ.